khoảng thời gian tôi đi hút thuốc, tôi coi tôi đắp cờ lên cũng được. Làm gì ta? Cái này làm vlog được. Lịch trình đúng lịch quá ta. Đều với chăm luôn. Chim xong. Chim xong hay có câu à. Thôi anh em ơi, tôi bây giờ chắc là tôi xin phép mọi người tôi ốp chim, tôi ăn miếng cái, tôi ăn uống cái rồi có gì tôi chơi game với lại anh ba nha. Tôi đưa đồ với lại anh ba, tôi chơi game với lại anh ba nha mọi người nhá. Hôm qua là thầy tìm được mà không biết hôm nay tới coi là AB của anh em mặt trời. Đều như dắt chanh, cảm ơn dắt ốc. Tôi nói không có sai một cái điều nào luôn, tôi nói không sai một điều nào, xong say đi say lại, 8 giờ là anh mất tích. Tới lúc tôi chia mạch mất tích tới tầm 11, 12 giờ, nhiều khi 1, 2 giờ mới thấy mặt lạnh. Nhiều khi 1, 2 giờ mới thấy mặt lạnh. Lúc đó chơi gì? Nhà làm gì đông đủ vậy? Mở xuống mà. Bích già. Đồ nhà mới hả? Nhà mới mua hả? Ồ, nhà này mới mua nè. Trời ơi. Nhà mới mua đẹp luôn. Nhà mới mua lung linh luôn. Nhà không mua gần đây đâu mọi người. Nhà mua tuốt Mỹ dưới quận 3. Trời ơi, nghe các bạn tán. Mà nhà đó thì đâu phải rẻ đâu mọi người. Nhà đó không phải rẻ. Nhà đó mà mọi người đi vô ha, tôi nói thiệt với anh em nha, mà anh em mà đi vô mà trong hẻm đi, giống như kiểu mà đối diện là riêng anh em vô trong hẻm mua căn nhà mà nhỏ xíu cỡ này nè, 5 tỷ. Nhìn nhỏ vậy thôi nhưng mà nó phải nằm ở trong khu vực nào đó nữa. Cái khu vực đắc địa nó khác. Cái khu vực đắc địa nó khác. Cái khu vực mà gọi là giống như tôi á, thấy không? Nhà tôi á, giống như nhà tôi, rộng thiệt. Nhưng mà khu vực không phải đắc địa. Nhỏ xíu. 3 tỷ. Xem Facebook Henry anh ba ơi à. Khứa này quá mê gái lắm. Khứa này chim mơ nữ nào, khứa tối nào cũng ngồi coi. Rồi xe bài. Xe hết bài này tới bài kia, toàn ngược, toàn gái không. Khứa coi, khứa ngồi cười khúc khích. Khứa coi, khứa ngồi cười khúc khích. Mê lắm. Anh làm gì đông đủ vậy? Mới xuống mà. Bích già. Đá trên cơm rồi, đá trên cơm rồi. Ủng hộ chị cũ hả, một yêu hả, về đây. Căng gì trời. Nấu gì vậy? Hả? Mày nấu gì vậy? À, luộc tôm với ốc ăn. Hả? Đó, ăn thân gia nhà. Thích ăn thôi. Sang nhà ta. Thấy chưa? Ăn đâu, tôi tưởng tân gia nhà. Tôi định nói tân gia nhà xong mẹ Trang kêu thôi thích ăn. Thích ăn thôi. Thèm thì ăn. Sang mà. Mãn gì tôm hùm. Dịch cho anh đi đá banh bình thường nè. Đá này sân nào đây? Thôi anh em tôi tới rồi, bây giờ đi vô sân luôn là vừa nè. Rồi mày đeo. Đi bên đây. Rồi mày đeo khẩu trang, mày đeo hay là mày không đeo? Dòng thứ đeo khẩu trang vậy tháo mẹ khẩu trang cho tao nha. Dòng thứ đeo khẩu trang vậy đừng bao giờ đeo khẩu trang trước mặt tao nha.
đeo khẩu trang đưa hai con mũi ra. Có tức không? Tức chứ. Nhìn tôi tức á. Ôi, tưởng đi đá banh hay là đi chơi tennis à? Giàu thế. À, đi đá banh à. Tưởng đi chơi tennis. Tưởng đâu giờ. Mày cứu chùm sớm ảnh á. Tụi bán mà sớm ảnh đông lắm nha. Sớm ảnh đông bài cướp cho mọi người à. Mày giống chó hiểu rồi. Vậy là coi như là đã xong rồi. Tôi về ăn uống. Cũng vừa mới đi ăn phở với mấy anh em xong. Mua về cho ba. Cho không ăn, mới tắm ra mệt quá. Coi như giờ bắt đầu là tôi ngủ. Tầm trưa dậy ăn uống miếng xong rồi ngồi chơi game chiều mát. Tầm 2 giờ rưỡi là chạy về phim là vừa. Dậy uống miếng mệt quá. Coi như giờ bắt đầu là tôi ngủ. 11 giờ rưỡi. 11 giờ rưỡi. Coi như giờ bắt đầu là tôi ngủ. Coi như bắt đầu là tôi ngủ. Ngủ, chắc ngủ. Tôi cải lịch trình cho anh em nghe luôn nha. Khoảng 12 giờ, 1 giờ là về. Sau quần, nếu mà bữa nào có chút trang đi về theo. Thì lên phòng. Úng ở trên đó. Không hề xuống luôn. Không hề mà bước xuống một cái bước nào. Đó là bữa nào chúc trang về. Còn mà bữa nào mà không chúc trang á, về nhà xong rồi xào quần ra ngồi máy chơi game. Bữa nào có đá banh ngồi coi đá banh tới sáng, bữa nào không có đá banh ngồi chơi võ lâm tới sáng, rồi bữa nào không chơi võ lâm ngồi coi phim này nọ kiểu cũng tới sáng. Toàn tới sáng không mà kêu 11 giờ rưỡi ngủ. Tầm trưa dậy ăn uống miếng xong rồi ngồi chơi game chiều mát. Tầm 2 giờ rưỡi là chạy về phim là vừa. Chạy về đó chắc là tắm cái nữa. Rồi bắt đầu công việc cứ một ngày là lặp đi lặp lại vậy đó nè. Mà một tuần thì xuống dưới đây đá banh xong rồi sẵn tiền xuống dưới đây ngủ lại luôn. Ok vậy nha anh em, có gì chiều mai quay tiếp. Giờ lên chúc gà con ngủ ngon với mẹ yêu đó. Ủa chưa ngủ nữa hả? Trời ơi. Hey, ngủ ngon nha mẹ yêu. Rồi, chúc con ngủ ngon. Em pin. Ngủ hả gà? Ngủ rồi, chưa ngủ hả? Mới đáp anh về, giờ người ta đang ngủ. Mở cửa hồng ra. Ngủ hả gà? Té hiểu kiểu gì? Giờ nhỏ kia bật dậy ngủ rồi ngồi trả lời. Chuyện điên. Tắm rửa xong rồi ngủ với ba. Phòng của bé gà hình như là còn một chỗ trống mọi người ạ. Bé gà chuẩn bị cho một cái gói trống luôn nè mọi người ơi. Ôi trời ơi. Phòng bé gà còn một chỗ trống. Rất rộng nha mọi người nha. Cái giường này là nằm được 2 người. Chỗ của em hả? Chỗ ai thì tôi không biết nha. Nhanh tay nhanh cái chân lên. Trời ơi. Nhanh tay nhanh chân lên. Tình yêu là phải góp gãn. Là phải nhanh tay nhanh chân liền. Đó. Muốn thông tin gì của bé gà? 500. 500 một tin. 500 một sở thích. 500 một sở thích. 500 một tin tức. Rất dễ luôn. Rất dễ. Trời ơi. Bây giờ muốn nằm chỗ đó. Mọi người muốn nằm ở một chỗ mà không ai nằm được. Mọi người phải có cái giá của nó chứ.
mọi người phải có cái giá của nó. Hỏi thằng Liên nó không bao giờ nó trả lời đâu. Mọi người ơi, thường á, nhà mà có anh trai chị gái, anh trai với lại em gái hoặc anh trai chị gái, mọi người không bao giờ mà mọi người moi được từ thằng anh trai hoặc là từ thằng em trai đó một bất cứ một cái thông tin gì để mọi người có thể cưa cẩm được con chị hoặc con em của thằng đó đâu. Không, khó lắm. Thường là nó vậy đó. Đàn ông với nhau nó vậy đó mọi người. Đàn ông với nhau nó vậy. Ở dưới nè. Mọi người phải tìm những người lân cận. Ngủ nhân nha, em coi. Đọc số tài khoản 0331 0004 06090 Vietcombank 0331 0004 06090 Vietcombank. Tin tin cái màn hình nó sáng đèn. Tin tin cái màn hình nó sáng đèn liền. Ngủ nha anh em. Ngày mai về làm thôi. Good night mọi người. Cảm ơn Hiếu nha. Tâm mời. Nó kêu 3 rưỡi về làm tới 4 rưỡi nó mới tới nơi. Đó thì một ngày làm việc của tôi nó chạy qua. Đó, kêu 3 rưỡi làm 4 rưỡi mới tới nơi. Mà về đâu phải là giống như video clip đâu. Về bấm nút lên là lập đập kim liền đâu. Không. Về lên lên lầu thay đồ. Thay đồ xong xuống rồi còn phải vô trong con có ăn uống gì được không. Đó, con có đồ ăn đủ gì không. Làm cử trước làm cử trước. Đó, 5-6 giờ mới chim. Anh vậy đó mọi người. Thì nếu mà vlog thì không có gì đặc biệt luôn á. Hẹn gặp mọi người ở vlog lần sau. Chúc mọi người luôn luôn mạnh khỏe nha. Hay quá Lê ơi, đi làm vlog hay quá. Mai mốt Lê đừng làm nữa nha. Rất là tốn thời gian của tôi. 6 phút ngồ. Không có gì hết. Ồ, cảm ơn Bơm nha, cho anh xin in tôi. Cho em xin in muốn. Cho em xin cái in tôi. Andromed chưa đủ 500. Em xin in tư. Không bé ơi. Bé gà là gì nhờ? Cái của bé gà là gì tôi quên. Hay út của bé gà là gì tôi quên rồi ta. Hay út của bé gà là gì tôi quên rồi nhờ.